bác trước mắt kiến nghị và các bác là hai mẫu máy xay thịt mini đa năng do bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Thì hôm nay em sẽ làm cái video này để giới thiệu cũng như là quảng bá từng sản phẩm một cho quý vị và các bạn có thể tham khảo. Hai dòng này là hai dòng mẫu mới nhất cho năm 2022 cũng như 2023. Thì ở đây, ở bên tay trái màn hình của quý vị và các bạn là chiếc máy xay thịt đa năng 1100W, đó, điện áp 20V do điện cơ Hoàng Phát sản xuất nha các bác nhé. Model này là model mới nhất và con này là con lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam luôn. Con này chính là cái sản phẩm xay thịt mini mà lại sử dụng dao rút nha các bác nhé. Hệ dao của nó là chiếc dao 3 tầng rất là tiện rồi. Đấy, các bác có nhìn thấy này, dao nhất thả luôn, chúng ta sẽ không thể lắp tóc cũ truyền thống mà chúng ta sẽ thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng một chiếc dao rút rất là tiện lợi và là hệ 3 tầng 3 cánh nhé. Thì trong này là dòng motor, là dòng motor sử dụng motor 1100W quấn 100% bằng dây đồng, nồi đường kính 22 cm, chúng ta có thể xay tối đa lên tới khoảng 1,5 kg thịt. Tuy nhiên là các bác lên xay khoảng 1,2 đến 1,3 kg thịt là rất là ok. Ngoài chiếc con dao ra thì cái cần đánh ruốc luôn cũng là sử dụng hệ rút luôn, các bác thấy rất hay. Cần đánh ruốc cũng như cần trà bông, chúng ta sẽ sử dụng con dao này là nhất thả. Thì em sẽ test chiếc máy này cho quý vị và các bạn có thể nghe cái tiếng máy nó chạy nhé. Chúng ta sẽ giữ cái vùng nhé và chúng ta bật công tắc